Vui mừng chào đón các bạn đến với kênh Nhiếp ảnh với Fujifilm. Tôi là Bá Thắng từ Hà Nội. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn 5 lý do nên mua máy ảnh Fujifilm. Và ở nửa cuối video sẽ là chuyên mục hỏi đáp và mẹo vặt. Tôi cũng muốn nói rõ rằng video này không được tài trợ bởi hãng Fujifilm và đây chỉ là những chia sẻ của cá nhân về nhiếp ảnh cùng với 3 năm trải nghiệm với hãng máy ảnh này. Và 5 lý do đó là: lý do thứ nhất, hình thức rất đẹp và gọn nhẹ. Máy ảnh Fujifilm rất đẹp, rất hoài cổ, nhìn giống những chiếc máy ảnh SLR hoặc rangefinder chụp phim những thế kỷ trước. Thể của Chúa, nó đẹp nõn ra. Mà nói theo cách của Giang Cư Mận hiện nay là đẹp vãi. Nhìn phê lòi. Đẹp đến nỗi có thể thấy trên các nhóm nhiếp ảnh Fujifilm trên mạng xã hội của cả Tây lẫn ta. Rất đông người dùng Fujifilm đều khoe ảnh chụp chiếc máy ảnh Fujifilm của chính mình, thậm chí chụp bằng smartphone. Nửa năm đầu tiên dùng Fujifilm, tôi cũng ra ngắm vào ngắm, tối đi ngủ còn để ở cắp lô đầu giường để thỉnh thoảng liếc cho tiện. Nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. What? Nhưng điều quan trọng nhất là sự cuốn hút của nó luôn tạo ra nguồn cảm hứng vô tận để chủ nhân của nó muốn cầm máy ảnh đi chụp ảnh mỗi ngày. Giữ được ngọn lửa đam mê nhiếp ảnh lâu dài cùng với chiếc máy ảnh yêu thích chính là chìa khóa của sự tiến bộ liên tục của bạn để dẫn tới thành công. Vừa đẹp vừa gọn nhẹ nên máy ảnh Fujifilm còn thường được dùng làm đạo cụ khi chụp mẫu rất ấn tượng. Đối với máy ảnh Fujifilm có cảm biến APS-C, nó nhỏ và nhẹ vừa phải nên dễ mang theo mình trong mọi lúc mọi nơi. Thậm chí bạn có thể đút chiếc máy ảnh Fujifilm dòng X100 vào trong túi áo hoặc túi quần khi ra phố để uống cà phê với bạn bè. Cảm biến APS-C là cảm biến crop 1,5 lần so với máy ảnh full frame, nên đối với cả máy lẫn hệ thống ống kính cũng nhỏ và nhẹ hơn khoảng 1,5 lần hệ thống máy và ống kính full frame có tính năng tương tự. Nếu bạn là người từng phải di chuyển xa hoặc phải trèo đèo lội suối tới điểm chụp, thì bạn sẽ thấy bộ đồ chơi của bạn nhẹ gấp rưỡi người khác sẽ có ý nghĩa lớn thế nào. Lý do thứ hai, chất lượng ảnh sắc nét với màu sắc sống động. Với những cải tiến liên tục về công nghệ cho cảm biến và ống kính, Fujifilm luôn cho chất lượng ảnh sắc nét cùng màu sắc sống động. Trong lịch sử nhiếp ảnh, Fujifilm từng là nhà sản xuất phim chụp ảnh danh tiếng nhất thế giới. Và các màu phim đã đi vào lòng người thuở nào, nay đã được chuyển thành các giả lập màu phim trên các máy ảnh kỹ thuật số của Fujifilm hiện nay. Cũng chính vì đã có sẵn các giả lập màu phim được áp dụng luôn vào các file JPEG vốn đã có chất lượng rất cao của Fujifilm, nên ngay khi chụp xong, bạn đã có thể tải về smartphone để đăng lên các mạng xã hội khoe ngay với bạn bè. Trong những tình huống có ánh sáng thuận lợi, các file JPEG thường được tái tạo đẹp và hầu như không cần phải hậu kỳ, nên người dùng Fujifilm thường có phong trào chụp ảnh straight out of camera, hay còn gọi là chụp ăn liền. Còn đối với những tình huống chụp với ánh sáng phức tạp, file RAW của Fujifilm hiện nay vẫn có thể tái tạo các giả lập màu phim thông qua phần mềm chỉnh sửa ảnh Capture One. Fujifilm cũng rất mạnh mẽ về quay phim với những dòng máy có thiên hướng này, như dòng XH, dòng XT và XS10. Đặc biệt, Fujifilm cũng có thể quay phim ăn liền với các giả lập màu phim của mình. Lý do thứ ba, máy ảnh mirrorless hay còn gọi là không gương lật là xu hướng công nghệ và là tương lai của ngành công nghiệp nhiếp ảnh. Công nghệ máy ảnh không gương lật tuy mới ra đời nhưng đã dần hoàn thiện tới mức hoàn hảo, kể cả thân máy và hệ thống ống kính đi kèm. Hai đại diện cho hãng chỉ sản xuất máy ảnh không gương lật là Sony và Fujifilm hiện dần chiếm lĩnh thị phần. Năm 2018, hai ông lớn đại diện hai hãng sản xuất máy ảnh DSLR, tức là máy ảnh có gương lật lớn nhất thế giới là Canon và Nikon, đứng ngồi không yên đã phải cho ra đời những chiếc máy ảnh không gương lật đầu tiên của chính mình. Và cho tới năm 2020, cuộc chiến công nghệ máy ảnh giữa không gương lật với máy ảnh có gương lật bấy lâu nay dường như đã có hồi kết. Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh số bán máy ảnh
không gương lật đã vượt doanh số máy ảnh có gương lật. Cả hai công nghệ có gương lật và không gương lật đều có những tính năng tuyệt vời. Tuy nhiên, hệ thống không gương lật hiện nay đã có khả năng tương đương với gần như tất cả các tính năng của hệ thống có gương lật và lại vượt trội hơn trong một số lĩnh vực. Do đó, tương lai trong ngành nhiếp ảnh khá đơn giản và không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là máy ảnh không gương lật. Lý do thứ tư, cách sử dụng dễ dàng và thuận tiện. Người dùng Canon, Nikon, Sony đã quá quen thuộc với các vòng xoay chọn chế độ chụp ảnh PASM, viết tắt của chế độ chụp Program, A hoặc AV ưu tiên khẩu độ, S hoặc TV ưu tiên tốc độ và Manual thủ công. Tức là trước tiên bạn chọn chế độ chụp, sau đó sẽ dùng các vòng xoay trước hoặc sau để chỉnh các thông số mà chế độ chụp cho phép. Với hầu hết các máy ảnh Fujifilm thì khác. Vì triết lý thiết kế theo phong cách hồi tưởng quá khứ retro của các máy ảnh chụp phim trước đây, nên tất cả các chức năng điều chỉnh khẩu độ, tốc độ và ISO được thể hiện bằng các vòng xoay vật lý trên thân máy. Do đó, thao tác của bạn giờ đây được rút ngắn còn một nửa. Để ưu tiên khẩu độ A hoặc AV, bạn chỉ cần xoay vòng xoay khẩu độ trên ống kính. Thậm chí vòng xoay khẩu độ là dạng thiết kế click wheel ở ngưỡng 1/3 khẩu, vừa tạo nên trải nghiệm người dùng rất thú vị, vừa thậm chí không phải nhìn chỉ số khẩu độ trên ống ngắm hoặc màn hình. Tương tự như vậy, nếu bạn muốn chỉnh tốc độ và ISO và vòng xoay tăng giảm giá trị phơi sáng EV cũng nằm trên thân máy luôn. Menu của máy cũng được sắp xếp hợp lý theo cây thư mục nhóm menu dọc, rồi chọn các mục trong từng nhóm ngang. Và đặc biệt số lượng mục khá ít và có thể nhớ được, chứ không bị phức tạp và nhiều như menu của Sony chẳng hạn. Lý do thứ 5, hệ sinh thái máy ảnh và ống kính đa dạng. Fujifilm không chỉ đưa ra các dòng máy theo thứ hạng dọc từ sơ cấp, trung cấp và cao cấp như bất kỳ hãng máy ảnh nào khác, mà còn cho người dùng lựa chọn các phong cách thiết kế theo hàng ngang như phong cách SLR là dòng XT dành cho người cần máy đa nhiệm. Phong cách Rangefinder là dòng X-Pro dành cho người dùng thích phong cách hay chụp đường phố. Phong cách giống DSLR là dòng XH dành cho người có nhu cầu quay phim. Về ống kính, hãng liên tục cho ra mắt các ống kính mới và phiên bản nâng cấp cho những ống kính cũ, nên hệ sinh thái ống kính của Fujifilm hiện nay cũng rất đa dạng. Theo kiểm đếm của tôi hiện nay thì ống kính ngàm X hiện có là 36, gồm 6 ống kính cao cấp, tức là nhãn XF, nhãn đỏ, 26 ống kính trung cấp XF và 4 ống kính sơ cấp dạng XC, thân và ngàm làm bằng nhựa và không có vòng chỉnh khẩu. Trong vài năm gần đây, Fujifilm cũng cho phép các hãng chuyên sản xuất ống kính khác sản xuất ống kính AF cho ngàm X để các bạn có thể lựa chọn đa dạng hơn như Kansai, Sigma, Tamron, Tokina, Vinchok, v.v. Tuy không sản xuất máy ảnh hệ full frame, nhưng Fujifilm lại có hệ máy ảnh medium format GFX rất mạnh để đáp ứng những nhu cầu nhiếp ảnh chuyên nghiệp rất cao. Người dùng Fujifilm có thể sở hữu song song cả hai hệ thống X và GFX tùy theo nhu cầu sử dụng của mình, nhưng đều có tính đồng nhất cao với hệ màu của Fujifilm. Hỏi đáp và mẹo vặt. 5 kinh nghiệm mua máy và ống kính Fujifilm. Thứ nhất, ưu tiên mua ống kính tốt để sử dụng lâu dài. Thân máy có thể nâng cấp trong một vài năm, đó chính là chiến lược. Nên mua ống kính trung cấp là XF, ưu tiên ống kính một khẩu cho quay phim. Nếu làm dịch vụ hoặc đòi hỏi cao hơn, cần mua ống kính cao cấp là XF nhãn đỏ để có chất lượng ảnh tốt hơn và khẩu lớn hơn, cần thiết trong các tình huống quay chụp trong môi trường ánh sáng yếu. Fujifilm có tổng cộng 6 ống kính nhãn đỏ gồm ống siêu rộng 8-16mm f2.8, tiêu cự trung bình 16-55mm f2.8, tiêu cự tele 50-140mm f2.8, siêu tele 100-400mm f4.5-5.6 và siêu tele 150mm-600mm f5.6-8. Và đặc biệt có một ống fix 200mm khẩu siêu lớn F2, kích thước thì to như cái loa phường và có giá chỉ khoảng 150 triệu.
Thứ hai, chọn mua máy ảnh theo phong cách hoặc phạm vi nhu cầu. Đối với phong cách sành điệu và nhu cầu chụp đường phố, bạn nên chọn dòng trung cấp là XE hoặc dòng cao cấp là X-Pro. Đối với nhu cầu đa dụng vừa chụp vừa quay, bạn nên chọn dòng trung cấp là XT2 số hoặc dòng cao cấp là XT1 số. Đối với nhu cầu quay là chính, bạn nên chọn dòng trung cấp là XS10 hoặc dòng cao cấp là XH. Thứ ba, chọn mua ống kính theo các tiêu chí cá nhân. Nếu chụp đa chủ đề, bạn nên mua ống kính toàn giải tiêu cự, gồm một ống siêu rộng đến rộng, một ống tiêu cự trung bình và một ống tiêu cự tele đến siêu tele. Nếu chuyên chụp mẫu, bạn nên mua ống kính fix để có khẩu lớn hơn và xóa phông tốt hơn. Các tiêu cự vàng cho chụp mẫu gồm 23mm f1.4 dành cho chụp toàn thân và trong nhà, 56mm f1.2 dành cho chụp bán thân và 90mm f2 dành cho chụp đầu vai. Nếu chuyên chụp phóng sự trong nhà hoặc môi trường ánh sáng yếu, bạn cũng có thể chọn các ống kính fix nhưng tiêu cự có thể thay đổi. Nếu là tôi, để chụp phóng sự cưới hoặc các sự kiện trong nhà thì tôi sẽ chọn 3 tiêu cự là 16mm f1.4, 35mm f1.4 và 56mm f1.2. Nếu chuyên chụp phong cảnh, bạn nên mua tối thiểu một ống kính zoom là góc siêu rộng đến rộng như 10-24mm f4 để chụp toàn cảnh, và một ống kính zoom tele như 55-200mm để chụp đặc tả. Mở rộng hơn, có thể dự phòng một ống zoom có giải tiêu cự tầm trung như 18-55mm hoặc 16-80mm. Thứ tư, tham khảo thông tin đầy đủ trước khi mua. Trước tiên, bạn cần hiểu rõ thông tin cấu hình thiết bị thông qua các thông tin chính thống trên trang chủ của Fujifilm. Tiếp theo, bạn nên tham khảo thông tin đánh giá và trải nghiệm thiết bị của các YouTuber. Về thiết bị Fujifilm, hầu hết các YouTuber nước ngoài đều nói tiếng Anh, nhưng hiện nay YouTube đã có khả năng dịch trực tiếp bằng phụ đề tiếng Việt dành cho các bạn không nghe được tiếng Anh. Cuối cùng là bạn cần trực tiếp trải nghiệm và đánh giá tại các cửa hàng và đại lý. Thứ năm, cách chọn mua thiết bị với ngân sách hạn chế. Đối với những người mới, bạn nên mua thiết bị đã qua sử dụng tại các cửa hàng hoặc đại lý có uy tín và thường có bảo hành khoảng 6 tháng của nơi bán. Đối với những người đã có kinh nghiệm, bạn có thể mua trực tiếp của người sử dụng đăng trên các nhóm, các diễn đàn Fujifilm trên mạng xã hội để có giá tốt hơn nữa. Vừa rồi là video đầu tiên của tôi với nội dung khá tổng quát để chia sẻ về nhiếp ảnh cùng hệ thống Fujifilm với các bạn đồng điệu, đặc biệt là đối với các bạn mới. Tôi dự định sẽ làm nhiều video khác tiếp sau với cùng một định dạng nhưng theo từng chủ đề mang tính chi tiết hơn nữa, để các bạn mới có thể vừa tiếp nhận kiến thức nhiếp ảnh nói chung, vừa học cách sử dụng máy ảnh Fujifilm của mình nói riêng. Nếu có thông tin gì còn chưa chính xác hoặc góp ý để nội dung cũng như hình thức được cải thiện hơn, mong các bạn vui lòng góp ý bằng comment phía dưới. Trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.